Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Sao Hàn. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức thú vị có trong ngày. Blackpink có thể coi là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng và thành công nhất K-pop tại thời điểm hiện tại. Chính vì vậy mà các cô gái nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, từ các sản phẩm âm nhạc, dự án cho đến những lùm xùm không hay về nhóm. Trong những năm gần đây thì đã có rất nhiều những tin đồn đeo bám Blackpink khiến cho các thành viên cũng như là công ty bị ảnh hưởng nhiều. Và một trong những tin đồn gần đây nhất đó chính là việc Jennie bắt nạt Lisa. Gần đây thì các video cắt ghép công kích bôi xấu hình ảnh Jennie với lý do bắt nạt Lisa được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Jennie Ba, fan sai lớn nhất tại Trung Quốc của Jennie đã gửi lời nhắn đến YG với hy vọng công ty can thiệp để bảo vệ hình ảnh của nữ idol. Trong tin nhắn gửi đến YG của Jennie Ba có đoạn: "Chủ đề Jennie bắt nạt Lisa đã có từ rất lâu rồi, YG luôn để fan tự phân trần và chiến đấu với cộng đồng mạng. YG đủ khả năng gỡ từ khóa này trên Weibo xuống, nhưng YG thà hy sinh danh tiếng của nghệ sĩ còn hơn là ra tay can thiệp. YG làm ơn hãy chú ý đến những vấn đề như thế này." Sau đó thì đại diện của YG đã có mail phản hồi như sau: "Chúng tôi cũng muốn gỡ bỏ từ khóa về chủ đề này, nhưng danh tiếng của công ty đang trong tình trạng không được tốt cho lắm, bởi vậy chúng tôi bị hạn chế trong việc xử lý những tin tức bê bối độc hại. Mong các bạn hãy thông cảm." Trước đó, vào đầu tháng 6, từ khóa Jennie bị dọa giết cũng xếp top 1 hot search ở Weibo, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng. Theo đó, một tài khoản nước ngoài đã đăng tải ảnh khẩu súng kèm bài viết khẳng định họ sẽ xóa sổ Jennie khỏi trái đất khi cô quảng bá ca khúc mới cùng Blackpink. Mặc dù chủ đề này gây ồn ào nhiều ngày, YG chưa một lần đưa ra thông báo chính thức về việc sẽ ngăn cản hoặc có hành động pháp lý với Anti. Những động thái dửng dưng của YG dành cho Jennie khiến các fan vô cùng phẫn nộ, tạo nên làn sóng bức xúc trên Twitter. Hàng nghìn bình luận yêu cầu YG có hành động mạnh tay với những tin đồn ác ý để bảo vệ Jennie. Sáng ngày 30 tháng 6 thì từ khóa YG Protect Jennie, YG bảo vệ Jennie vào top trending Twitter toàn cầu với hơn 200.000 lượt tweet. Khi Lisa bị phân biệt chủng tộc vào cuối năm 2018 đầu năm 2019, YG vẫn lên tiếng nhanh chóng. Khi Lisa bị dọa giết, YG lên tiếng ngay lập tức và phản hồi cho Blackpink 3 để người hâm mộ yên tâm. Khi Jisoo bị đối xử bất công, YG cũng liên hệ với Blackpink 3 và sửa chữa ngay lập tức. Nhưng cứ đến Jennie là YG lại làm thinh. Những năm qua, Jennie đã đối mặt với nhiều tin đồn ác ý và cả những mối đe dọa, nhưng các người chẳng làm gì. Khi Jennie bị công kích từ Anti trong sự kiện ở Indonesia hồi tháng 1, các người cũng im lặng. Hãy nhớ rằng Jennie cũng là người chứ không chỉ là một công cụ kiếm tiền. Bị dọa giết hay bị nói xấu thì idol nào cũng bị, nhưng bị gắn cái mác bắt nạt mà còn bắt nạt thành viên khác do chính fan thành viên đó đổ điêu thì lại là chuyện khác. Xin YG hãy lên tiếng, xin đừng bỏ bê Jennie và hãy làm gì đó cho cô ấy. Jennie cũng là nghệ sĩ của YG, họ cần đặt sự an toàn của nghệ sĩ lên hàng đầu. Jennie là thành viên bị ghét nhiều nhất Blackpink, chịu đựng rất nhiều lời lẽ độc địa từ cư dân mạng, nhưng YG có lần nào lên tiếng hay làm gì để bảo vệ cô ấy? Sự bắt nạt trên mạng là điều xấu xí. Trước khi yêu cầu các hater ngừng tổn thương Jennie thì cô ấy xứng đáng được đảm bảo an toàn và được đối xử tốt từ chính công ty quản lý. Đây không phải là lần đầu tiên Jennie gặp ồn ào từ những tin đồn bắt nạt Lisa. Một bộ phận fan only của Lisa cho rằng Jennie thường có những hành động thô lỗ như chiếm spotlight, cướp lời, ghen tị và chèn ép với Lisa. Những tranh cãi xung quanh mối quan hệ Jennie và Lisa đã khiến cộng đồng Blink nhiều lần lục đục chiến nhau dữ dội. Lời đáp trả của YG đã khiến cho người hâm mộ vô cùng thất vọng. Và hiện tại thì vụ việc Jennie đang bị đe dọa do tin đồn bắt nạt Lisa hiện đang gây tranh cãi khắp cộng đồng mạng. Và hy vọng thì YG sẽ có những hành động thiết thực để bảo vệ cho nghệ sĩ của mình.